thế ban nước cầu vinh chính là thái tử. Hỗn xược, bản thái tử chưa gặp ngươi bao giờ, ngươi đừng có ngậm máu phun người trước mặt hoàng thượng. Phụ hoàng, nhi thần dù hồ đồ đến mức nào cũng không làm việc thiên thương hải lý như bán nước được, xin người đừng trúng kế lị gián. Liêu Dân to gan, ngươi biết tội Vu Khống hoàng tộc sẽ bị xử tru di cửu tộc hay không hả? Ta đã dám lên đây hôm nay, tất nhiên cũng không đến tay không. Thái tử tỏ ra không quen biết ta, nhưng ta lại biết ngài rất rõ đây. Thái tử không muốn chịu trách nhiệm của Vận Lương nhỉ? Thật ra cũng chỉ là phần nhỏ trong vô số việc dơ bẩn anh em ta đã làm cho ngài thôi. Thế còn những việc khác ngài có dám nhận không? Chẳng hạn như giết hại trung thần, biến thủ quốc khố, cưỡng ép lương dân. Có việc sai trái nào của ngài mà bọn ta không giúp sức? Thái tử lại phạm tội tận trời như vậy. Anh em chúng ta làm bao việc cho ngươi, thế mà ngươi bên thái tử vong ân bội nghĩa, lợi dụng xong liền sát hại toàn bộ anh em chúng ta. Nếu không có vị tướng quân kỳ cứu, thì ta cũng không có cơ hội đứng đây vạch trần ngươi. Nói sằng bậy, bằng chứng đâu? Ngươi nghĩ đến đây dựng chuyện là mọi người sẽ tin sao? Ngươi đâu? Lôi hắn ra ngoài cho ta. Bằng chứng? Ngươi nghĩ đốt sạch căn cứ của bọn ta là mất hết chứng cứ rồi chứ gì? Ngươi cho rằng lính đánh thuê thô kịch như ta sẽ không hiểu cẩn thận là gì? Không lưu lại tất cả chứng cứ của những việc đã làm để đề phòng bất trắc đúng không? Bệ hạ, bây giờ thần cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Người sắp chết thì còn gì phải nuối tiếc? Thần chỉ tiếc không kéo được tên này cùng xuống âm phủ. Đúng sai thế nào, bệ hạ xem cuộn giấy này sẽ rõ. Hoàng thượng, là tại ta đã quá đuổi chiều ngươi. Truyền lệnh của trẫm nhốt tất cả những người có trong danh sách này vào đại lao chờ điều tra. Thái tử giam tại Đông Cung, có lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được phép tiếp xúc. Đầu xuân năm Đại Nam thứ 197, thái tử Trần Khánh phạm tội tày trời, bị phế làm thứ dân, suốt đời không được vào cung diện thánh. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái tử cấu kết mang tộc, hại chết huynh đệ, phản bội quốc gia, nhiễu loạn kỷ cương triều đình, gây hại an nguy xã tắc, xét thấy tội trạng không thể tha, nay phế làm thứ dân. Khâm thử, thần xin cáo lui. Thái công tử bảo trọng. Phế ta? Công tử muốn ép ta chứ gì? Công tử đời này nếu không làm thái tử, ta chỉ có thể làm vua thôi. Người đâu, mang giấy bút cho ta. Ta không chấp nhận kết cục này, đừng hòng để ta khỏi hoàng vị. Chủ nhân,
Ngươi gỡ mặt nạ được rồi. Ta không quen nhìn gương mặt này lắm. Đinh Kiệt, vất vả rồi. Chủ nhân đừng lo, đại lý tự cũng rất nương tay rồi. Mấy vết thương này với thần mà nói như ông đốt thôi. Đại lý tự, cơ quan tư pháp chuyên xét xử lại án oan hay những vụ án đã qua. Ồ, mà thuộc hạ phục ngài thiệt đó chủ nhân. Kế giả dạng tên sát thủ đã chết kia mà ngài cũng nghĩ ra được nữa. Người càng đắc chí càng chủ quan. Thái tử nghĩ rằng đã triệt tiêu hết các đầu mối quan trọng nên mới để lộ nhiều sơ hở như vậy. Giờ hợi, 3 ngày nữa tiến vào hoàng cung. Mệnh trời sắp đổi. Đúng vậy, mệnh trời sắp đổi rồi.